Câu 176 đến câu 180 gồm có hai bài đọc là hai cái email ha. Câu 176, why, tại sao Mr. Sorens lại viết email cho Ms. Kaczynski? Đó là dạng câu hỏi về mục đích của việc viết email, phải không nào? Đối với dạng này thì mình đọc đáp án trước, sau đó đọc đầu hỏi đoạn cuối của email ha. Đọc đáp án trước nào, câu A, to inquire, để hỏi về cái đơn xin ứng tuyển việc làm của ông ấy. Câu B, to refer, để giới thiệu một người bạn cho một cái vị trí việc làm. Câu C, để mà theo dõi một cái dự án. Câu T, để mời một người đồng nghiệp đến tham dự một cái buổi triển lãm. Rồi bây giờ mình nhờ đoạn đầu của email trước em nha. Và đầu tiên mình nhờ email số 1 trước ha. Đây nè em, email số 1 là gửi từ Mr. Soren gửi đến cho Miss Kaczynski nè. Đọc đoạn đầu em nhé. Hi Rebecca, bạn có khỏe không? Mọi việc thì như thế nào? Tôi nghe nói rằng là bạn đang thực hiện một cái project, một cái dự án sách điện tử cho trẻ em tại Turnip. Và tôi đang tự hỏi là liệu rằng bạn có còn đang tìm kiếm một cái illustrator, một người vẽ tranh minh họa freelance tự do để mà giúp đỡ bạn hay không? Bạn của tôi á là Carl Deloth đã viết thư cho tôi gần đây và có đề cập rằng là anh ấy đang tìm kiếm một công việc part-time. Vậy thì em xem các bạn ấy đang nói về việc gì vậy? Đang nói về việc là Mr. Sorens muốn giới thiệu cho Miss Kaczynski, người bạn của ông ấy là Carl Deloth, cho một cái vị trí là freelance illustrator để mà giúp đỡ cho Miss Kaczynski, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? Chỉ có thể là câu B thôi, phải không nào? To refer, để giới thiệu một người bạn cho một cái vị trí ha. Ok. Câu 177, trong cái email đầu tiên thì cái từ concerns ở đoạn 3, dòng 3 gần nghĩa với từ nào nhất? Sẽ bán trước nghe câu A, opinions, ý kiến. Câu B, problems, vấn đề. Câu C, inclinations, không biết để đó ha. Tiếp câu D, enterprise, là công ty tập đoàn. Rồi bây giờ mình sẽ cùng giờ xem cái từ concern đây ở trong ngữ cảnh nào em nhé. Email số 1, đoạn 3, dòng 3. Ở đây form nào của đọc câu này nha. Let me know, hãy cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay là cái concern nào. Vậy concern là gì vậy em? À, vấn đề phải không nào, đáp án là câu câu B ha. Hãy cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay là cái vấn đề nào, được không nào? Mình có từ concerns bằng với từ problems. Thật ra cái từ inclinations là cái độ nghiêng hay là cái sự nghiêng đấy ha. Câu 178, cái điều gì được nói về Miss Kaczynski về từ khóa chính là Miss Kaczynski phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Cô ấy đã show, đã đưa một bài báo về Mr. Deloth cho những người đồng nghiệp của cô ấy xem. Cô B, cô ấy đã nhìn thấy một số cái artwork của Mr. Deloth tại một cái buổi triển lãm ở viện bảo tàng. Cô C, cô ấy đã yêu cầu thêm những cái references, những cái thư giới thiệu từ các ông chủ trước đây. Cô D, cô ấy đã yêu cầu một người họa sĩ làm việc trong khoảng thời gian là một tháng. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò thông tin về Miss Kaczynski trong bài đọc các em nhé. Mình giờ tiếp bài số 1 nha em, bởi vì bài số 1 là cái email gửi đến cho Miss Kaczynski thì rất có thể sẽ có thông tin về Miss Kaczynski trong bài này ha. Đọc tiếp nào. Carl, chính là Carl Deloth á, đã vẽ tranh ảnh minh họa cho những cái quyển truyện tranh và những cái sách văn học cho trẻ em được hơn 8 năm rồi. Những tranh vẽ của anh ấy thì thậm chí là xuất hiện trong một cái exhibition, một cái buổi triển lãm vào năm ngoái tại cái viện bảo tàng này nè. Có một cái đáp án là về cái buổi triển lãm tại viện bảo tàng là câu nào vậy em? Câu B phong nào, đọc lại nha. Là cô ấy là Miss Kaczynski á, đã xem được một số cái tranh vẽ của Mr. Deloth tại một cái buổi triển lãm ở viện bảo tàng, có nói như vậy không em? Không, nó chỉ nói là những cái tranh vẽ của Mr. Deloth xuất hiện tại cái buổi triển lãm ở viện bảo tàng thôi, chứ nó không có nói là Miss Kaczynski đã đi xem, phải không nào? Vậy mình dò tiếp nha. Tôi đã attach, đã đính kèm một cái article, bài báo từ một cái tờ báo địa phương để bạn tham khảo. Nó nói về một số cái tác phẩm gần đây nhất của anh ấy. Có một cái đáp án là về bài báo là câu nào vậy em? Có ai form nào, đọc lại nha. Là cô ấy là Miss Kaczynski á, đã show, đã đưa một bài báo về Mr. Deloth cho những người đồng nghiệp của cô ấy xem. Có nói như vậy không? Không, form nào. Phải dò tiếp đi em. Đọc tiếp đoạn cuối nha. Bên cạnh đó thì Carl cũng đề cập rằng là ông ấy tò mò về, muốn biết về cái lịch trình và cái thời gian của dự án. Nếu bạn nghĩ rằng á, anh ấy là cái người phù hợp cho dự án thì bạn có thể liên hệ với anh ấy trực tiếp tại địa chỉ email này. Và anh ấy có thể gửi cho bạn một cái resume, cái sơ yếu lý lịch và những cái mẫu tác phẩm của anh ấy. Hãy cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi là cái vấn đề nào. Cũng chưa có đáp án luôn phải không nào? Vậy mình dọc tiếp bài số 2 đi em. Rất có thể đây là câu liên hệ giữa hai bài ha. Em xem là bài số 2 làm có email gửi đến cho Carl Deloth, gửi từ Miss Kaczynski nè em. Rồi đọc thử nha. Dear Mr. Deloth, cảm ơn bạn đã gửi cho tôi một cái bản sơ yếu lý lịch của bạn và những cái bức ảnh về các tác phẩm trước đây của bạn. Xin các bạn đọc tiếp nha. Tôi đã xem qua everything, mọi thứ, cũng như là cái attachment, cái tệp đính kèm được gửi cho tôi bởi người bạn của bạn là Mr. Sorens. Mà Mr. Sorens đã đính kèm cái gì với em? Cái bài báo phải không nào? Đọc tiếp ha.
Những cái người đồng nghiệp của tôi và tôi thì rất là impressed, ấn tượng với tác phẩm của bạn và những cái thành tựu của bạn. Vậy có nghĩa là gì vậy em? Có nghĩa là những người đồng nghiệp của Miss Kotrinsky đã xem qua mọi thứ mà Mr. Duluth gửi, cộng với xem qua cái bài báo được đính kèm mà Mr. Soren đã gửi đến cho Miss Kotrinsky, phải không nào? Mà làm sao những người đồng nghiệp này xem được vậy em? Chỉ có thể là Miss Kotrinsky đã đưa cho họ xem thôi, phải không nào? Bởi vì cái bài báo này á là do Mr. Soren gửi đến cho Kotrinsky mà thôi, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? Câu ấy ha, là Miss Kotrinsky đã đưa một cái bài báo về Mr. Duluth cho những người đồng nghiệp của cô ấy xem, và họ rất là ấn tượng, phải không nào? Ok. Câu 179, cái điều gì đúng về cái dự án sách đang diễn ra của Turnip? Về từ khóa chính là Turnip's Ongoing Book Project, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Nó được chia ra thành 12 câu chuyện khác nhau, câu B. Nó sử dụng các nhân vật từ một cái series đang tồn tại, câu C. Nó có thể là yêu cầu những cái tranh ảnh minh họa đó, nó lan ra sang hai trang, câu D. Nó sẽ được tung ra trong những cái installments hàng tháng. Rồi bây giờ mình sẽ cùng giờ xem từ khóa là Turnip's Ongoing Book Project đang ở vị trí nào em nha. Giờ tiếp bài số 2 ha. Ở đây form nào có Turnip's Ongoing Project nè, đọc câu này nha em. In regard to, về phần cái thông tin chi tiết của cái dự án hiện tại của Turnip, thì những câu chuyện đó, nó dài 12 trang. Vậy câu ai có đúng không em? Nó có được chia thành 12 câu chuyện khác nhau không? Không, mà là câu chuyện dài 12 trang ha. Rồi đọc tiếp nha. Cùng với một cái bức tranh ảnh minh họa chính cho mỗi trang. Chưa đáp án, đọc tiếp ha. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu rằng những cái tranh ảnh này á, sẽ span, mở rộng ra, kéo dài ra sang hai trang. Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, câu C phải không nào? Là nó có thể yêu cầu những cái bức tranh ảnh minh họa đó là lan ra, kéo dài ra, mở rộng ra sang hai trang ha. Đáp án là câu C. Câu 180, an illustrator, người vẽ tranh minh họa được cho bao nhiêu thời gian để thực hiện những cái revisions, những cái việc chỉnh sửa cuối cùng? Về từ khóa chính là illustrator và final revisions, phải không nào? Sẽ bán trước nha. Đáp án là các số ngày nè, 1, 2, 5 và 9 ngày. Và bây giờ mình sẽ dò số ngày cùng với từ khóa các em nhé. Chờ tiếp bài số 2 ha. Đoạn này có 5 ngày nè em. Rồi có 2 ngày nữa, mình đọc đoạn này thử nha. As to, về cái quá trình làm việc của chúng tôi đối với những illustrators, những người vẽ tranh minh họa freelance tự do đó, thì đầu tiên chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn, vậy bạn chính là những illustrator đấy em ha. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những cái mô tả và cho bạn 5 ngày để mà cung cấp cho chúng tôi những cái sketches. Chưa đáp án, phong nào đọc tiếp ha. Chúng tôi sẽ cho bạn feedback, phản hồi trong vòng 2 ngày. Và bạn sẽ cần thực hiện những cái điều chỉnh cần thiết và vẽ tô màu trong vòng 9 ngày. Cũng chưa có đáp án luôn em. Tiếp nha, chúng tôi sẽ hoàn tất cái việc review, xem xét final cuối cùng trong vòng 2 ngày làm việc. Có nhiều bạn thấy cái từ final review vội vàng đánh 2 ngày, như em cẩn thận nè. Ai sẽ xem xét cái bản cuối cùng trong vòng 2 ngày làm việc? Là we, là chúng tôi, không phải là illustrator. Cái người mà illustrator đó thì cái ngôi là phải là ngôi you. Đọc tiếp em nha. Và make request, yêu cầu những cái sự điều chỉnh minor là nhỏ. Cái mà bạn sẽ có một ngày để mà carry out, để mà tiến hành, để mà thực hiện. Vậy bạn ở đây chính là illustrator đấy em. Phải cái người illustrator sẽ có bao nhiêu ngày để mà thực hiện cái việc chỉnh sửa cuối cùng? Chỉ có một ngày thôi, phải không em? Một ngày thôi ha. Vậy đáp án là câu nào vậy em? Câu A ha. Ok. Sẽ cùng nhau hệ thống là những từ rất quan trọng trong bài này game nhé. Bài số 1 là cái email gửi đến cho Rebecca Kotrinsky, gửi từ Timothy Soren, ngày gửi là 15 tháng 9, chủ đề là freelancer, là người làm nghề tự do đấy em. Người làm nghề tự do là một người không bị ràng buộc bởi một công ty nào cả ha. Mình có từ project là dự án. Người làm nghề tự do cho một cái dự án mới. Attachment là tệp đính kèm. Là một cái article, bài báo về Carl Deluth. Harry Becker, bạn khỏe không? Mọi việc thì như thế nào? I heard that. Tôi nghe nói rằng bạn đang thực hiện một cái project dự án ebook, sách điện tử cho trẻ em tại Turnip. Và I was wondering, tôi tự hỏi là có phải bạn vẫn đang look for. Bạn có từ look for là tìm kiếm nè. Có phải bạn vẫn đang tìm kiếm một illustrator, là người vẽ tranh minh họa freelance tự do để mà giúp bạn hay không? My friend, bạn của tôi tên là Carl Deluth, gần đây vừa mới viết thư cho tôi và mention that, đã đề cập rằng là anh ấy đang seeking. Bạn có từ seek là tìm kiếm nè, là anh ấy đang tìm kiếm một công việc part time. Carl đã vẽ tranh minh họa cho những cái comic books
là truyện tranh đấy em, và literature là văn học, đã vẽ những cái bức tranh minh họa, những cái bức ảnh minh họa cho những cái quyển truyện tranh và những cái sách văn học cho trẻ em được hơn 8 năm. Những cái bản vẽ của anh ấy, những cái tác phẩm của anh ấy thì thậm chí là xuất hiện trong một cái exhibition, là một cái buổi triển lãm đấy em. Exhibition, một cái buổi triển lãm last year, vào năm ngoái, tại cái viện bảo tàng này. Tôi đã attach, động từ attach là đính kèm đấy em. Còn danh từ là attachment ở trên này nè ha, là tập đính kèm. Tôi đã đính kèm một cái article, bài báo từ một cái tờ báo địa phương, for your reference. Mình có từ for your reference có nghĩa là để bạn tham khảo ha. Tôi đã đính kèm một cái bài báo từ một cái tờ báo địa phương để bạn tham khảo. Nó nói về một số cái tác phẩm gần đây nhất của anh ấy. Bên cạnh đó thì Cora cũng đề cập rằng là anh ấy curious. Mình có từ curious là tò mò đấy em. Anh ấy tò mò về, có nghĩa là anh ấy muốn biết về cái schedule, cái lịch trình và cái thời gian của dự án này. Nếu bạn nghĩ rằng á, anh ấy là một cái sự lựa chọn, một cái người phù hợp với cái dự án, thì bạn có thể liên hệ một cách trực tiếp, mình có từ directly là trực tiếp đem, một cách trực tiếp với anh ấy tại cái địa chỉ email này. Và anh ấy có thể gửi cho bạn một cái resume là sơ yếu lý lịch ha. Resume sơ yếu lý lịch. Và samples, mình có từ sample là mẫu đem, sample là mẫu ha, và những cái mẫu tác phẩm của anh ấy. Let me know, hãy cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay là cái concerns. Mình có từ concerns là vấn đề liên quan ha. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay là vấn đề liên quan gì, ký tên được không nào? Rồi bài số 2 là một cái email gửi đến cho Cara Duluth, gửi từ Rebecca Katrinsky, ngày gửi là 18 tháng 9, chủ đề là vị trí freelance, nghề tự do, vị trí làm việc tự do cho một cái dự án mới. Dear Mr. Duluth, thank you, cảm ơn bạn vì đã forward, mình có từ forward là chuyển hay là gửi đây. Vì đã chuyển gửi cho tôi một cái bản resume, sơ yếu lý lịch của bạn và một số cái bức tranh, bức ảnh của những cái tác phẩm previous và trước đây ha. Những cái tác phẩm trước đây của bạn. Tôi đã xem qua everything, mọi thứ, cũng như là cái attachment, cái tệp đính kèm được gửi đến tôi bởi người bạn của bạn là Mr. Sorens. My colleagues, những người đồng nghiệp của tôi và tôi rất là impressed. Mình có từ impressed là ấn tượng đi. Rất là ấn tượng với những cái tác phẩm của bạn và những cái accomplishments. Mình có từ accomplishment có nghĩa là những cái thành tựu đạt được hoặc có nghĩa là tài năng đi. Rất là ấn tượng với những cái tác phẩm của bạn và những cái thành tựu đạt được, những cái tài năng của bạn ha. In regard to, còn về những cái thông tin của cái dự án hiện tại của Turnip á, thì những cái câu chuyện nó dài 12 trang với một cái illustration, một cái tranh ảnh minh họa chính cho mỗi trang. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu rằng á, là những cái tranh ảnh đó nó sẽ span, là mở rộng ra hay là kéo dài ra đêm. Nó mở rộng ra sang 2 trang. However, tuy nhiên, cô dịch lại nha. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng có thể yêu cầu rằng những bức tranh, bức ảnh đó nó sẽ span, kéo dài ra, mở rộng ra sang 2 trang. The artwork, những cái tranh ảnh đó sẽ được sử dụng trong những cái ebooks, những cái quyển sách điện tử của chúng tôi, cũng như là trong những cái games, những cái trò chơi giáo dục của chúng tôi mà chúng tôi đang phát triển. Vì vậy, những cái file mà hoàn tất á, thì cần phải được provided, được cung cấp theo một cái format, là cái cấu trúc hay là cái định dạng proper, có nghĩa là đúng hay là thích hợp đây. As to, còn đối với cái process, là cái quá trình hay là quy trình ha. Đối với cái quá trình, cái quy trình làm việc của chúng tôi á, dành cho những illustrators, những người vẽ tranh minh họa tự do, thì chúng tôi đầu tiên sẽ cung cấp cho bạn những cái descriptions, là những cái sự miêu tả, những cái sự mô tả, và sẽ cho bạn 5 ngày để mà cung cấp cho chúng tôi những cái sketch. Mình có từ sketch là bản thảo đây, bản phác thảo ha, bản phác họa. Để mà cung cấp cho chúng tôi những cái bản phác thảo, chúng tôi sẽ cho bạn feedback là phản hồi trong vòng 2 ngày làm việc, và bạn sẽ cần phải thực hiện những cái adjustments. Mình có từ adjustment là sự điều chỉnh đây. Bạn cần phải thực hiện một số cái sự điều chỉnh necessary, cần thiết, và vẽ, tô màu trong vòng 9 ngày làm việc. Chúng tôi sẽ hoàn tất review cái việc xem lại, kiểm tra lại cuối cùng trong vòng 2 ngày và yêu cầu những cái adjustments, những cái sự điều chỉnh minor là nhỏ đây. Mà những cái sự điều chỉnh này á, thì bạn sẽ có 1 ngày để mà carry out, là tiến hành hay là thực hiện ha. Có nghĩa là bạn sẽ có 1 ngày để mà thực hiện
những cái sự điều chỉnh nhỏ này ha. Rồi tiếp, nếu mà cái điều này á, làm cho bạn quan tâm hay là bạn quan tâm đến cái việc này thì vui lòng hãy cho tôi biết và tôi sẽ sắp xếp cho một cái interview, là một cái buổi phỏng vấn ha. Information, những cái thông tin regarding là liên quan tới. Regarding, liên quan tới ha. Những thông tin mà liên quan tới cái tiền lương chi trả nè và cái contract, cái hợp đồng thì có thể được thảo luận vào cái thời gian đó luôn. Rồi ký tên. Có 176 câu B, mình có từ refer. Refer chỗ này có nghĩa là giới thiệu đi, đề xuất ai hay là giới thiệu ai ha. Đề xuất ai hay là giới thiệu ai. Câu B là để mà đề xuất hay là giới thiệu một người bạn cho một cái vị trí việc làm. Rồi có 177 câu C, mình có từ inclination. Inclination có nghĩa là sự nghiêng hay là cái độ nghiêng ấy. Nghiêng ha, sự nghiêng hay là cái độ nghiêng. Câu T mình có từ enterprise, có nghĩa là công ty hay là tập đoàn ha. Có 178 câu C mình có từ references. Reference có nghĩa là thư giới thiệu đấy em. Ở đây có nghĩa là thư giới thiệu ha. Former là trước, trước đây á, trước đây. Employers là ông chủ ha. Vậy câu C á, là cô ấy yêu cầu thêm những cái thư giới thiệu từ những cái ông chủ trước. Có 179 câu B mình có từ character là nhân vật đấy. Character là nhân vật ha. Câu D mình có từ installment. Thường thường cái từ install là cài đặt lắp đặt, nhưng mà cái từ installment ở đây á không có nghĩa là sự cài đặt lắp đặt mà có nghĩa là cái kỳ đăng báo đấy. Kỳ đăng của một cái bài báo ha. Kỳ đăng của một bài báo hay là một cái tạp chí nào đó được không nào? Vậy câu D có nghĩa là nó sẽ được tung ra ra mắt trong những cái kỳ đăng hàng tháng của một cái bài báo ha. Sẽ có 180, mình có từ revision. Revision có nghĩa là sự xem lại hay là chỉnh sửa lại ha. Cái việc xem lại hay là chỉnh sửa lại. Việc xem lại, kiểm tra lại hay là chỉnh sửa lại. Ok. Câu 181 đến câu 185 gồm có hai bài đọc. Bài số 1 là một cái memo thư báo nội bộ. Bài số 2 là một cái email ha. Câu 181. Cái điều gì được nói về những employees, các nhân viên tại công ty Dakota Logistics? Về từ khóa chính là employees và Dakota Logistics form nào? Sẽ bán trước nha câu A. Họ chỉ có thể thay đổi cái amount, cái số tiền, cái khoản tiền contribution đóng góp trong những cái negotiations, những cái buổi thương lượng đàm phán hợp đồng. Câu B. Họ có khoảng một tháng để mà thực hiện cái chính sách đã được chỉnh sửa lại. Câu C. Họ có thể arrange, sắp xếp cho cái việc thanh toán được trừ một cách tự động. Câu D. Họ đã phàn nàn về cái policy, cái chính sách former trước của công ty. Sau bây giờ mình sẽ cùng dò xem từ khóa là employees, Dakota Logistics đang ở vị trí nào em nha. Câu đầu tiên mình vào bài số 1 trước ha. Ở đây có từ Dakota Logistics nè em. Vậy đây là cái thư báo nội bộ của công ty Dakota Logistics ha. Gửi đến cho tất cả nhân viên. Vậy nhân viên của công ty này á, chính là đóng cái vai trò là ngôi diêu. Phải không nào? Rồi cùng đọc em nha. Cái thư báo này á, được gửi đến từ giám đốc điều hành Jasmine Alexander. Chủ đề á, là cái pension scheme. Ngày gửi là ngày 28 tháng 11. As you know, như bạn biết, thì những người điều hành, cái giám đốc điều hành của công ty á, đã review, đã xem lại cái chính sách pension của chúng ta tại cái cuộc họp vào hôm thứ 6 và đã đồng ý thực hiện một số cái thay đổi để mà tăng thêm cái sự linh hoạt cho cái hệ thống. Vậy thì em xem nè, đã thực hiện một số cái sự thay đổi. Đáp án câu nào là sự thay đổi phải em? Câu B phải không nào? Có từ revise là được thay đổi, được chỉnh sửa đó. Vậy câu B là gì em? Họ có khoảng một tháng để mà thực hiện cái chính sách đã được thay đổi chỉnh sửa. Vậy quan trọng bây giờ mình phải dò xem nhân viên có một tháng để thực hiện cái này có đúng như vậy không ha. Vậy mình đọc tiếp nha. Currently, hiện tại thì nhân viên, những ai mà đã làm việc cái công ty ít hơn 5 năm thì đóng góp 1,8% cái lương của họ cho cái quỹ pension. Trong khi đó, những ai mà đã làm việc ở công ty 5 năm hoặc lâu hơn thì đóng góp 2,7%. Vậy cái câu này đấy em, nó lại nói về cái việc đóng góp phải không nào? Đóng góp là câu nào? Câu ai? Phải không? Câu ai là gì đây? Có cái từ contribution này em. Là họ chỉ có thể thay đổi cái số tiền đóng góp á, trong khi mà thương lượng đàm phán hợp đồng. Có nói là trong khi thương lượng đàm phán hợp đồng không em? Chưa nói phải không nào? Vậy đáp án á, có thể là câu A hoặc câu B vì có thông tin giống phải không nào? Vậy mình đọc tiếp nha. Để xem là câu nào ha. Từ ngày 1 tháng 1 của năm tới thì chính sách này sẽ thay đổi. Tất cả nhân viên sẽ có thể chọn cái mức tiền trả pension mà họ muốn sử dụng.
bên cạnh hai cái sự lựa chọn hiện tại chính là 1,8 và 2,7% đó, thì những nhân viên cũng có thể contribute, đóng góp một cái khoản tiền lên đến 3,5% cái mức lương của họ nếu mà họ muốn. In December, trong tháng 12, thì tất cả các bạn sẽ được yêu cầu là nói lên cái preferences, cái sở thích của bạn, có nghĩa là cái mức, cái khoản tiền ưa thích của bạn, mong muốn của bạn về cái vấn đề này. Vậy thì em xem nè, trong tháng 12 thì các nhân viên phải nêu lên cái khoản đóng góp mà họ muốn, phải không nào? Vậy họ có một tháng để thực hiện cái việc này, phải không em? Trong tháng 12 là một tháng nè. Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, câu B, phải không? Ok. Câu 182, điều gì được nói về Mr. Cartwright? Về từ khóa chính là Mr. Cartwright, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Ông ấy thì đang được consider xem xét cho một cái major promotion. Câu B, ông ấy đã làm việc với công ty ít hơn 5 năm. Câu C, ông ấy sẽ được transfer, được chuyển đến một cái bộ phận phòng ban khác vào tuần tới. Câu D, ông ấy đã hoàn tất một cái form evaluation, đánh giá performance, biểu hiện trong công việc. Rồi bây giờ mình sẽ cùng vào xem Mr. Cartwright đang ở vị trí nào em nha. Giờ tiếp bài số 1 xem có hay không ha. Không có form nào, giờ tiếp bài số 2 đi em. Đây, Mr. Cartwright chính là người viết cái email này, và mình dò email này nha. Hello Sarah, tôi viết email này là để phản hồi trả lời lại cái memo, cái thư báo vào ngày hôm qua từ Miss Alexander. Chưa đáp án form nào, đọc tiếp ha. I currently, hiện tại thì tôi đang contribute, đóng góp 1,8% cái số tiền lương của tôi vào trong cái quỹ pension. Vậy thì em xem nè, hiện tại là Mr. Cartwright đang đóng 1,8% cái mức lương vào trong cái quỹ này. Mà lúc nãy mình dò ở bài số 1 đây, thì cái người á mà đóng 1,8% cái mức lương vào trong cái quỹ này á chính là người đã ở với công ty, đã làm việc ở với công ty á là ít hơn 5 năm, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy? Chắc chắn là câu B rồi, phải không nào? Là Mr. Cartwright đã ở công ty, đã làm việc với công ty á ít hơn 5 năm ha. Câu 183, based on, dựa trên cái memo, cái thư báo là bài số 1 ha, thì cái gì sẽ change, sẽ thay đổi vào đầu năm tới? Về từ khóa chính là the beginning of next year, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. The sum, cái số tiền á mà nhân viên có thể đặt vào dành cho cái pension. Đáp án là câu A, phải không nào? Tôi đây mình đọc rồi đó em, ở đây nè. Trong cái memo đây nè em, từ ngày 1 tháng 1 vào năm tới, có nghĩa là từ đầu năm tới đó, thì chính sách này sẽ thay đổi. Chính sách này là gì? Là tất cả nhân viên sẽ có thể chọn cái mức thanh toán, cái mức trả tiền pension mà họ muốn sử dụng. Bên cạnh hai cái sự lựa chọn hiện tại, tức là 1,8% và 2,7% á, thì nhân viên sẽ có thể đóng góp một cái khoản tiền lên đến 3,5%, có nghĩa là thay đổi cái số tiền dành cho pension payment, phải không nào? Vậy đáp án là câu A luôn ha, không cần dò câu BCD nữa. Câu 184, Mr. Cartwright hy vọng hay là muốn làm điều gì? Sẽ bán trước nha câu A. Increase, tăng cái số lượng giờ làm việc của ông ấy. Câu B, get an extension, kéo dài deadline cho một cái nhiệm vụ công việc. Câu C, trả các khoản tiền, cái số tiền maximum tối đa cho cái pension scheme. Câu D, take a leave of absence, là xin nghỉ đem, xin nghỉ tạm thời khỏi công việc, có nghĩa là xin nghỉ việc tạm thời ha. Sau bây giờ mình sẽ cùng vào xem Mr. Cartwright hy vọng hay là mong muốn làm điều gì nha em. Mr. Cartwright là bài số 2, phải không nào? Rồi mình vào tiếp bài số 2 ha. Mình vào tiếp cho lúc nãy em nha. However, tuy nhiên tôi đã nhận được pay raise, là cái sự tăng lương á. Tôi đã được tăng lương khi mà cái hợp đồng của tôi được gia hạn vào tháng 9. Vì thế tôi bây giờ thì có đủ khả năng để mà đóng góp thêm. Chứ đáp án đọc tiếp ha. Because of that, bởi vì điều đó, tôi quan tâm đến cái việc tôi mong muốn là tăng cái contribution, cái sự đóng góp của tôi, cái việc đóng góp của tôi lên 3,5%. Vậy thì em xem là Mr. Carter mong muốn điều gì? Muốn tăng cái khoản tiền đóng góp lên 3,5%, phải không nào? Mà lúc nãy mình có dò rồi em. 3,5% là gì đây? Em đọc lại câu này thử nha. As well as, bên cạnh cái sự lựa chọn hiện tại đó, thì nhân viên cũng sẽ có thể đóng góp một cái khoản tiền lên đến 3,5% cái mức lương của họ nếu họ muốn. Vậy 3,5% chính là cái mức tối đa cho cái pension payment, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, câu C, phải không? Là trả một cái khoản tiền, cái số tiền tối đa cho cái pension scheme ha. Ok. Câu 185, điều gì được chỉ ra được nói về Miss Jane? Về từ khóa chính là cái tên riêng này, phải không nào? Xe bán trước nha câu A. Cô ấy đã yêu cầu một cuộc gặp gỡ với Mr. Cartwright. Câu B, cô ấy sắp xếp những cuộc hẹn cho Miss Alexander. Câu C, cô ấy thường unavailable, không có rảnh vào những buổi trưa. Câu D, cô ấy thì be in charge, phụ trách một cái bộ phận tại công ty Dakota Logistics. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem Miss Jane đây ở vị trí nào em nhé. Câu cuối cùng là mình dò bài số 2 ha. Ở đây form nào, Miss Jane chính là người nhận cái email này, là ngôi yêu phải không?
Rồi cùng đọc tiếp em nha. I will, tôi sẽ, tôi chính là Mr. Cartwright's dam. Tôi sẽ available, có thời gian rảnh để mà nói chuyện về cái vấn đề này suốt cả ngày thứ 3 và thứ 5. Và cũng sẽ rảnh vào thứ 6 trước 2 giờ chiều. Chứ không thể trả đáp án form nào, đọc tiếp nha. Let me know, hãy cho tôi biết xem liệu rằng cái thời gian nào á nó phù hợp nhất với bạn trong những cái khoảng thời gian trên. Vậy thì cái đoạn này đang nói về việc Mr. Cartwright muốn lên một cái lịch hẹn để mà gặp Sarah Jane, phải không nào? Vậy thì em xem có đáp án nào giống với thông tin này hay không? Câu A là gì? Miss Jane đã yêu cầu một cuộc gặp gỡ với lại Mr. Cartwright. Có nói như vậy không em? Không, phải không nào? Trong bài đọc nói á, là Mr. Cartwright muốn lên một cái lịch hẹn, sắp xếp một cái lịch hẹn để mà gặp Miss Jane, chứ không nói là Miss Jane đã yêu cầu một cuộc gặp gỡ với lại Mr. Cartwright. Tiếp hàng câu B là cô ấy á, sắp xếp những cái cuộc hẹn cho Miss Alexander, không thấy đề cập, phải không nào? Cô C, cô ấy thường unavailable, không có rảnh vào buổi trưa, cũng không thấy nói luôn. Cô D, cô ấy be in charge, phụ trách một cái bộ phận, một cái phòng ban tại the Coulter Logistics, cũng không thấy nói luôn, phải không nào? Vậy bây giờ em xem là bài số 2 mình dò hết rồi, vậy bây giờ mình dò ngược lên bài số 1 đi em, xem chỗ nào mình chưa dò, rất có thể đây là câu liên hệ ha. Chỗ này chưa dò phải không em? Lại cùng đọc nha. If you would like, nếu bạn muốn discuss, thảo luận những cái sự lựa chọn này á, và nhận được cái lời khuyên xem cái nào nó tốt nhất cho cái situation, cái tình huống, cái trường hợp hiện tại của bạn, thì vui lòng hãy sắp xếp một cuộc hẹn với lại trưởng bộ phận nhân sự. Vậy từ cái đoạn này đó em, mình có thể suy được một điều là gì? Là Sarah Jane chính là trưởng bộ phận nhân sự, phải không nào? Bởi vì á, Mr. Cartwright đang muốn lên một cái lịch hẹn để mà nói chuyện với lại Sarah Jane. Vậy Sarah Jane chính là trưởng bộ phận nhân sự rồi ha. Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, câu đi, phải không? Là cô ấy chịu trách nhiệm cho một cái bộ phận phòng ban ở The Coulter Logistics. Và cái phòng ban cụ thể ở đây á, chính là bộ phận nhân sự. Được không nào? Đáp án là câu đi ha. Sẽ cùng nhau hệ thống là những từ được highlight trong bài này các em nha. Bài số 1 là một cái thư báo nội bộ ở công ty The Coulter Logistics, gửi đến cho tất cả nhân viên, gửi từ Jasmine Alexander là giám đốc điều hành ha. Chủ đề là Pension Scheme. Mình có từ Scheme là kế hoạch đấy em. Pension là tiền trợ cấp hay là lương hưu ha. Pension Scheme là kế hoạch trợ cấp lương hưu. Ngày gửi là 28 tháng 11. As you know, như các bạn biết, thì Executive, mình có từ Executive là người điều hành đấy em. Những người điều hành của công ty đã xem cái chính sách lương hưu, trợ cấp lương hưu của chúng ta tại cuộc họp vào hôm thứ 6 và đã đồng ý thực hiện một số cái changes, thay đổi để mà tăng thêm cái flexibility. Mình có từ flexibility là sự linh hoạt hay là sự linh động ha. Để tăng thêm cái sự linh động, linh hoạt cho cái hệ thống. Currently, hiện tại đó, thì những nhân viên, những ai mà đã ở công ty, làm việc tại công ty ít hơn 5 năm thì contribute, mình có từ contribute là đóng góp hay là góp phần đi. Thì đóng góp ha. Đóng góp 1,8% cái lương của họ vào trong cái quỹ pension là hưu trí ha, cái quỹ hưu trí. Trong khi những ai mà đã ở công ty á 5 năm hoặc là lâu hơn thì góp là 2,7%. Từ ngày 1 tháng 1 trong năm tới thì chính sách này sẽ change, sẽ thay đổi. Tất cả nhân viên sẽ có thể chọn cái mức pension payment, cái mức tiền trả lương hưu mà họ muốn sử dụng. As well as bên cạnh những cái options, mình có thể option là sự lựa chọn nên bên cạnh hai cái sự lựa chọn hiện tại thì nhân viên cũng sẽ có thể contribute, góp một cái khoản tiền lên đến 3,5% cái mức lương của họ, cái tiền lương của họ nếu họ muốn. Trong tháng 12 thì tất cả các bạn sẽ được yêu cầu nói lên cái mức mong muốn của các bạn về cái issue, là cái vấn đề này ha. Nếu bạn muốn discuss, thảo luận những cái sự lựa chọn và nhận được cái lời khuyên xem cái nào là tốt nhất cho bạn, cho cái situation, mình có từ situation là cái tình huống hay là cái trường hợp đó em, cái nào tốt nhất là cái tình huống, cái tình hình hiện tại của bạn, thì vui lòng hãy sắp xếp một cái appointment. Mình có từ appointment là cuộc hẹn đó em. Thì vui lòng hãy sắp xếp một cuộc hẹn với lại cái người trưởng của bộ phận nhân sự, được không nào? Rồi bài số 2 là một cái email gửi đến cho Sarah Jane, gửi từ Mr. Cartwright. Chủ đề là cái cuộc hẹn để mà bàn về cái tiền trợ cấp lương hưu ha. Ngày gửi là 29 tháng 11. Hello Sarah, tôi viết email này in response to là để phản hồi lại cái memo, cái thư báo ngày hôm qua từ Miss Alexander. Tôi hiện tại thì góp 1,8% cái tiền lương của tôi vào trong cái quỹ hưu trí. However, tuy nhiên, tôi đã nhận được cái pay raise. Mình có từ pay raise là cái sự tăng lương hay là mức tăng lương đấy em.
tôi đã được tăng lương khi mà hợp đồng của tôi đã được renew. Mình có từ renew động từ là gia hạn ha. Khi hợp đồng của tôi đã được gia hạn vào tháng 9. So, vì vậy, bây giờ tôi có thể afford. Mình có từ afford to do something, có nghĩa là có đủ khả năng hoặc là có đủ điều kiện để làm gì ha. Tôi bây giờ thì có đủ khả năng để mà góp nhiều hơn. Because of that, bởi vì điều đó, thì tôi quan tâm đến việc hay là tôi muốn tăng cái contribution, cái việc đóng góp của tôi lên 3.5%. Tôi sẽ available, rảnh để mà nói chuyện về cái vấn đề này suốt cả ngày thứ 3 và thứ 5 và cũng sẽ rảnh vào thứ 6 trước 2 giờ chiều. Let me know, hãy cho tôi biết xem liệu rằng cái thời gian nào nó phù hợp nhất với bạn trong những cái khoảng thời gian đó. Rồi ký tên ha. Câu 181, câu ai mình có từ negotiation, danh từ có nghĩa là sự thương lượng hay là sự đàm phán ha. Câu C mình có từ deduct, là trừ hay là trừ đi đấy. Câu C có nghĩa là họ có thể sắp xếp cho cái payments, cái số tiền thanh toán của họ được tự động trừ đi. Câu D mình có từ former, là trước hay là trước đây ha. Former policy là cái chính sách trước, được không nào? Câu 182, câu C mình có từ transfer, động từ transfer là chuyển ha, chuyển. Câu C có nghĩa là anh ấy sẽ được chuyển đến một cái bộ phận phòng ban khác vào tuần tới. Câu D mình có từ performance. Performance có rất là nhiều nghĩa. Thường trong lĩnh vực nghệ thuật á, thì performance có nghĩa là buổi trình diễn hay là cái sự trình diễn, cái buổi biểu diễn. Còn trong cái công ty, cái việc làm đó, thì performance có nghĩa là cái sự thể hiện, cái sự biểu hiện trong công việc ha. Evaluation là sự đánh giá. Vậy câu D có nghĩa là anh ấy đã hoàn tất một cái form, một cái biểu mẫu. Evaluation đánh giá về cái sự biểu hiện thể hiện trong công việc. Câu 183, câu C mình có từ qualify, là có đủ tiêu chuẩn, là đủ điều kiện ha. Vậy câu C có nghĩa là cái số 5 cần thiết để mà đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện cho một cái chương trình. Câu D mình có từ method, là phương pháp hay là cách thức đây. Method, phương pháp, phương thức hay là cách thức ha. Câu 184, câu B mình có từ extension, danh từ là cái sự kéo dài đây. Động từ là extend, là kéo dài ha, extension, sự kéo dài. Câu D mình có từ take a leave of absence, là xin nghỉ hay là xin vắng mặt đây. Xin nghỉ hay là xin vắng ha, temporary là tạm thời. Vậy câu D á, take a leave of absence, là xin nghỉ, xin vắng khỏi công việc, là xin nghỉ việc tạm thời đây. Rồi câu 185, câu D mình có từ be in charge of, là phụ trách hay là chịu trách nhiệm ha. Phụ trách hay là chịu trách nhiệm. Câu D là cô ấy phụ trách, chịu trách nhiệm về một cái phòng ban, một cái bộ phận tại công ty Dakota Logistics, được không nào? Ok. Câu 186 đến câu 190 gồm có 3 bài đọc. Bài số 1 là announcement, một cái thông báo. Bài số 2 là email. Bài số 3 là một cái thông tin ha. Câu 186, theo như cái thông báo là bài số 1, thì cái điều gì không được bao gồm trong cái hội nghị hàng năm lần thứ 9 này? Vậy từ khóa chính là cái hội nghị hàng năm lần thứ 9 này, phải không nào? Đó là dàn câu hỏi loại trừ mình đọc về từng đáp án em nha, câu ai trước. Những cái cơ hội network, kết nối, giao lưu, rồi em dò xem có không? Ở đây có từ conference, cái hội nghị hàng năm lần thứ 9 nè em. Ở phía có từ network nữa nè, đọc câu này thử nha. Cái hội nghị hàng năm lần thứ 9 này á, thì cung cấp một cái cơ hội cho những kỹ sư và nhà khoa học để mà learn about, để học hỏi về, biết về những cái công nghệ mới và kết nối với những cái peers. Vậy là có cơ hội kết nối, phải không nào? Vậy câu A là có bao gồm, phải không? Rồi tiếp câu B nha. A lunch, một cái bữa ăn trưa cùng với sinh viên. Em dò xem có không? Giờ tiếp nha, đoạn số 1. Không có bữa trưa, phải không nào? Tiếp đi em, đoạn số 2. Ở đây có từ lunch là tiệc trưa đấy em, đọc câu này thử nha. The program, cái chương trình này thì bao gồm một cái tiệc trưa đặc biệt, nơi mà sinh viên có thể tương tác với những kỹ sư. Vậy là có tiệc trưa với sinh viên, phải không em? Vậy là câu B có nói đến luôn, phải không? Rồi tiếp câu C nha. Một cái tour tham quan cái cơ sở địa điểm. Em dò xem có tour tham quan hay không? Đoạn số 1 lúc nãy giờ có không em? Không hề có tour tham quan gì cả, phải không nào? Tiếp đoạn số 2. Cũng không có luôn, phải không nào? Đoạn số 3 đi em. Xem có tour tham quan hay không? Không có luôn, phải không nào? Vậy đáp án rất có thể là câu C đấy em. Bởi vì không thấy. Nhưng mà để chắc hơn mình dò tiếp câu D đi. Câu D là learning sessions, những cái buổi để mà học. Em dò xem có những buổi học hay không? Ở đây có từ learn about nè em. Là cái cơ hội cho kỹ sư và nhà khoa học để mà học hỏi biết về những công nghệ mới.
và kết nối giao lưu với những cái peers. Hãy tham gia vào những cái workshops, những cái buổi hội thảo thực tế, thực tiễn, nghe về những cái nghiên cứu mới đây nhất, gần đây nhất, và xây dựng cái mối quan hệ kết nối với những cái stakeholders, những người cổ đông và những người đại diện từ rất là nhiều cái lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Vậy là có tham gia những buổi hội thảo nữa nè em. Rồi ở đây có từ learn nữa nè, anh đọc thử câu này nha, là gì đây? Những cái sinh viên mà cấp 3 đó ở trong cái khu vực thì sẽ được mời để mà tham gia vào những cái hoạt động đã được lên kế hoạch để mà học hỏi, biết về những cái khía cạnh khác nhau của cái ngành nghề kỹ sư vật liệu. Vậy là họ có tham gia những cái buổi học phải không nào? Vậy chỉ có câu C là không nhắc tới thôi phải không em? Đáp án là câu C ha. Có 187 cái điều gì được chỉ ra được nói về Hewlett Engineering, về từ khóa chính là cái tên riêng này phải không nào? Xe bán trước nha câu A. Nó đã đăng ký cho một cái buổi thông qua website. Câu B, nó lên kế hoạch dự định để mà mở một cái quầy, một cái gian hàng triển lãm. Câu C, nó đã đăng ký như là một cái sponsor, nhà tài trợ cho hội nghị. Câu D, nó sẽ cử tất cả nhân viên của nó đến một cái sự kiện. Rồi bây giờ mình sẽ cùng vào xem từ khóa Hewlett Engineering đang ở vị trí nào em nha. Giờ tiếp bài số 1 nào. Đoạn cuối bài số 1 chưa dò anh em cùng đọc nha. Các doanh nghiệp thì cũng được mời để mà chạy quảng cáo trong cái tờ rơi tờ quảng cáo chương trình của chúng tôi, hoặc là display, trưng bày những cái banner quảng cáo tại cái địa điểm. Nếu công ty của bạn mà quan tâm đến việc làm điều này để mà support, hỗ trợ cho sự kiện lần này, thì vui lòng hãy liên hệ với người điều phối viên sự kiện Melinda Rose tại địa chỉ email này. Để mà có thêm tất cả thông tin khác thì vui lòng hãy truy cập website của chúng tôi tại địa chỉ này. Chưa đáp án form nào, rồi mình dò tiếp đem biết đâu là câu liên hệ giữa hai bài ha. Giờ tiếp bài số 2 nào. Bài số 2 là một cái email. Em xem có từ Hewlett Engineering từ khóa nè. Email này á được gửi từ Paula Vance, gửi đến cho Miss Rose, rồi cùng đọc em nha. Thank you, cảm ơn bạn vì đã xử lý cái yêu cầu của chúng tôi. Một cái bản điện tử của cái quảng cáo full page, full trang, để mà bao gồm đính kèm trong cái tờ rơi tờ quảng cáo của bạn á, đã được đính kèm cùng với email này. Vậy từ câu này mình suy được một điều là gì em? Là công ty Hewlett Engineering đã liên hệ với Miss Rose để mà bàn về ở cái việc đăng quảng cáo trong cái tờ rơi tờ quảng cáo, phải không nào? Mà lúc nãy mình dò ở bài số 1 á, những cái doanh nghiệp mà đăng quảng cáo trong cái tờ rơi tờ quảng cáo, tức là công ty doanh nghiệp đó hỗ trợ cho sự kiện này, phải không nào? Mà hỗ trợ cho sự kiện này có nghĩa là đáp án C, phải không em? Là sponsor, là người tài trợ cho cái hội nghị, tại vì cái sự kiện này chính là cái hội nghị lần thứ 9 mà. Vậy đáp án là câu C ha. Là cái công ty này nó đã đăng ký như là một cái nhà tài trợ cho cái hội nghị. Ok. Câu 188. Miss Rose có thể là sẽ nhận được gì từ Miss Vance, về từ khóa chính là Miss Rose, receive và Miss Vance, phải không nào? Xe bán trước nha câu A. A list of names, danh sách tên, câu B, những cái bản copy của một cái hợp đồng. Câu C, một cái brochure, tờ rơi tờ quảng cáo sản phẩm. Câu D, những cái documents, tài liệu promotional quảng cáo thêm. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau xem từ khóa này đang ở vị trí nào em nha. Mình nhờ tiếp bài số 2 ha, bởi vì Miss Rose và Miss Vance nằm ở bài số 2 mà. Rồi ở đây có từ send là gửi nè em, trái nghĩa với từ receive. Khi dò từ khóa thì em để ý cả những từ đồng nghĩa và những từ trái nghĩa nữa ha. Rồi ở đây mình có từ receive nữa nè, đọc hai câu này luôn em nha. Những cái materials, những cái tài liệu marketing quảng cáo khác thì sẽ được gửi trong một cái email separate, riêng biệt, ngay khi mà chúng được hoàn tất. Vậy thì em xem nè, câu này có nghĩa là Paula Vance sẽ gửi những cái tài liệu quảng cáo khác cho Miss Rose khi mà chúng hoàn tất. Vậy sắp tới em, Miss Rose sẽ nhận được gì? Những cái tài liệu quảng cáo khác phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? Câu đi, phải không? Còn cái chỗ mà receive chỗ này là gì? Em thử đọc xem. Tôi cũng đã receive, nhận được 4 cái tấm vé. Mà tôi ở đây là ai em? Tôi ở đây là người viết email là Paula Vance. Nó đâu có liên quan đến câu hỏi. Câu hỏi là hỏi Miss Rose nhận được gì từ Paula Vance mà. Đâu có hỏi là Paula Vance nhận được gì đâu. Phải không em? Và đáp án là câu đi ha. Những cái tài liệu quảng cáo thêm. Ok, ở đây mình có từ documents, nó bằng với từ materials. Còn cái từ promotional thì nó bằng với từ marketing nè. Ok. Có 189 điều gì được đề cập về những cái mức phí của hội nghị, về từ khóa chính là conference fees, form nào? Sẽ bán trước nha câu A. Chúng thì không thể được refund, hoàn lại sau khi đã được thanh toán. Câu B. Chúng thì không áp dụng cho những người tham gia các chương trình trường cấp 3 của AME. Câu C. Cái mức phí đối với học sinh cấp 3 đó thì thấp hơn so với các sinh viên trường đại học cao đẳng. Câu D. Chúng thì được giảm giá, có nghĩa là mức phí sẽ được giảm giá cho những ai mà đăng ký theo nhóm. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem conference fees nằm ở vị trí nào em nha. Giờ tiếp bài số 2 ha. Ở đây có từ price là giá nè em. Ở đây có từ conference, nó khá là bằng nghĩa với từ conference fees, phải không nào? Vậy đọc câu này thử em nha.
Incidentally, nhân tiện thì tôi muốn inquire, hỏi thông tin về cái giá để mà có được, mua được những cái tấm vé tham gia full conference, tham gia toàn bộ đầy đủ cái hội nghị vào ngày diễn ra cái sự kiện. Vì một người đồng nghiệp của tôi từ công ty này nè, ở châu Âu, quan tâm, muốn tham dự, nhưng mà nấy không thể biết chắc là nấy có rảnh hay không cho đến một vài ngày trước khi sự kiện diễn ra. Cho cái đáp án form nào đọc tiếp em nha. Anh ấy thì vẫn chưa là thành viên của AME, nhưng mà anh ấy thuộc cái hội này nè. Người này á, chúng tôi sẽ cùng làm việc trong cái dự án trong tương lai. Cũng chưa có đáp án luôn nghe, rồi câu cuối cùng nha. I appreciate, tôi rất là cảm kích, đánh giá cao cái sự hỗ trợ của bạn và mong đợi được nghe cái phản hồi từ bạn ngay. Cũng không có đáp án luôn em. Vậy mình giờ tiếp bài số 3 đi. Em nhờ xem bài số 3 có nói gì về conference fees hay không. Ở đây có từ fees nè em. Phí đăng ký ở cái hội nghị phải không nào? Vậy rất có thể đáp án sẽ nằm ở bài số 3 ha. Mình nhờ bài số 3 nha. Cái phí đăng ký cái hội nghị, nếu mà đăng ký cái hội nghị 1 ngày á thì là cái bảng này ha. Đăng ký hội nghị 2 ngày á là cái bảng phí này. Các thành viên, các đối tượng khác nhau á thì sẽ có cái mức phí khác nhau. Rồi mình giờ tiếp ở dưới em nha. The deadline, cái hạn chót cho việc đăng ký sớm á, là vào ngày 24 tháng 1 và ngày 16 tháng 2 là deadline, là hạn chót cho việc đăng ký thường. Cũng chưa có đáp án luôn, đọc tiếp nha. Prices, những cái giá được chỉ ra, được nêu ở bên trên á, thì dành cho cả những sinh viên undergraduate là chưa tốt nghiệp và những sinh viên đã tốt nghiệp và đang học thạc sĩ, đăng ký vào bất kỳ cái chương trình kỹ sư hay là khoa học nào trên khắp đất nước. Những sinh viên mà thuộc trường cấp 3 đó tham dự vào cái chương trình này nè thì có thể tham gia miễn phí. Em xem nè, những sinh viên trường cấp 3 mà tham dự cái chương trình á thì có thể tham gia miễn phí. Câu nào vậy em? Đáp án là câu nào ha? À, cô biết phải không nào? Là chúng á, là cái mức phí thì không áp dụng cho những cái người tham gia vào cái chương trình trường cấp 3, phải không nào? Ok. Câu 190. Miss Vance colleague, đồng nghiệp của Miss Vance á, thì phải trả bao nhiêu tiền cho cái vé của anh ấy? Đáp án là những cái số tiền nè em, mà cái số tiền này thì xuất hiện ở bài số 3, phải không nào? Có rất nhiều số tiền, nó phụ thuộc vào đăng ký 1 ngày hay là 2 ngày, là thành viên hay là không phải thành viên hay là sinh viên, đăng ký early, đăng ký sớm hay là thông thường, hay đăng ký on-site là tại chỗ, là vào cái ngay cái ngày diễn ra sự kiện luôn đó. Vậy bây giờ nhiệm vụ chúng ta phải xem đồng nghiệp của Miss Vance đăng ký 1 ngày hay là 2 ngày, và anh ta là ai, thành viên hay là không phải thành viên, hay là sinh viên, học sinh. Đăng ký early, regular hay là on-site. Mà lúc nãy cái thông tin về đồng nghiệp của Miss Vance là bài số mấy về em? Bài số 2 phải không nào? Mình có đọc qua rồi đó. Đọc lại nha em nha, cái đoạn này nè. Incidentally, nhân tiện thì tôi muốn hỏi về cái giá để mà có được, mua được những cái tấm vé tham gia full conference, tham gia toàn bộ cái hội nghị luôn. Toàn bộ hội nghị, đầy đủ hội nghị có nghĩa là đăng ký mấy ngày em? Chắc chắn là 2 ngày rồi phải không nào? Rồi tiếp nha. Vào cái ngày diễn ra sự kiện, có nghĩa là hỏi cái giá vé vào cái ngày diễn ra sự kiện, và đã đăng ký sớm, thông thường hay là tại chỗ em? Chắc chắn là tại chỗ rồi phải không nào? Vậy bây giờ mình phải xem cái đồng nghiệp này á có phải là thành viên hay là không thành viên hay là sinh viên. Lúc nãy mình đọc rồi nè em, anh ta vẫn chưa phải là thành viên của AME. Vậy chắc chắn là anh ta phải trả bao nhiêu rồi? Em xem mà, đăng ký 2 ngày là ở bảng này phải không? Không phải thành viên và đăng ký on-site là 460 phải không nào? Vậy đáp án là câu, à câu đi ha, ok. Sẽ cùng hệ thống là những từ thường xuyên ra thay trong bài này các em nha. Bài số 1 là một cái thông báo. Đầu tiên mình có từ association, có nghĩa là hội hay là hiệp hội ha. Hiệp hội những kỹ sư ngành vật liệu, viết tắt là AME. Tiếp theo mình có từ conference là hội nghị đi. Hội nghị vùng phía đông annual hàng năm lần thứ 9, diễn ra từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 3 ở vùng Clifton, New Jersey. Organized, được tổ chức, được thiết lập bởi cái hội AME ở New Jersey. Và được hosted, mình có từ host là tổ chức, và được tổ chức bởi cái trường đại học kỹ sư và khoa học vật liệu ở vùng Clifton. Thì cái hội nghị hàng năm lần thứ 9 này á, sẽ cung cấp một cái opportunity là cơ hội ha. Sẽ cung cấp một cái cơ hội cho những người kỹ sư và nhà khoa học để mà biết được về những cái technology, mình có từ technology là công nghệ đây. Để biết được về những cái công nghệ mới và network, kết nối giao lưu với những cái người cùng ngành, hãy tham gia vào những cái buổi hội thảo practical, thực tế thực tiễn, nghe về cái bài nghiên cứu mới nhất và xây dựng cái relationship, mình có từ relationship là mối quan hệ ha, xây dựng những cái mối quan hệ hay là giao lưu với stakeholders là cổ đông nè, cổ đông ha. Và representatives là những người đại diện từ những cái lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Additionally, thêm vào đó, bên cạnh đó thì cái hội này á, cũng rất là vui khi mà tiếp tục support là hỗ trợ đi, hỗ trợ cái chương trình outreach là một cái chương trình tiếp cận để mà trợ giúp, hỗ trợ đem để mà tiếp tục hỗ trợ cho cái chương trình tiếp cận trợ giúp những kỹ sư ở trường cấp 3
như là một phần của cái hội nghị này. Những sinh viên học sinh của trường cấp 3 đó ở trong vùng sẽ được mời để mà tham dự vào những cái hoạt động đã được lên kế hoạch để mà học hỏi, biết được về những cái aspect. Mình có từ aspect có nghĩa là khía cạnh ha. Danh từ aspect là khía cạnh. Để mà có thể biết được về, tìm hiểu được về những cái khía cạnh khác nhau của cái profession. Mình có từ profession, danh từ có nghĩa là ngành nghề đấy. Profession, danh từ là ngành nghề ha. Những cái khía cạnh khác nhau của cái ngành nghề kỹ sư vật liệu. The program, cái chương trình này á, thì bao gồm một cái luncheon. Mình có từ luncheon có nghĩa là tiệc trưa ha. Một cái bữa tiệc trưa. Thì bao gồm một cái buổi tiệc trưa đặc biệt nơi mà sinh viên có thể interact. Mình có từ interact là tương tác đây. Interact, tương tác ha. Nơi mà học sinh sinh viên có thể tương tác với là những người kỹ sư thực tế. Businesses, các doanh nghiệp á, thì cũng có thì cũng được mời để mà run advertisement là chạy quảng cáo đây. Cũng được mời để mà chạy quảng cáo trong những cái brochure, cái tờ rơi tờ quảng cáo chương trình của chúng tôi. Hoặc là display là trưng bày ha. Trưng bày. Hoặc là trưng bày những cái banner promotional. Mà có từ promotional có ba nghĩa. Thứ nhất á, là thăng tiến. Thứ hai là quảng cáo. Thứ ba là khuyến mãi. Và ở đây có nghĩa là quảng cáo đem. Hoặc là trưng bày những cái banners quảng cáo tại cái venue, cái địa điểm, cái vị trí, cái địa điểm diễn ra của cái sự kiện ha. Rồi nếu công ty của bạn á, quan tâm đến việc làm cái điều này để mà support, hỗ trợ cho cái sự kiện lần này, thì vui lòng hãy liên hệ với lại coordinator. Mình có từ coordinator có nghĩa là điều phối viên ha. Hãy liên hệ với điều phối viên của sự kiện là Melinda Rose tại địa chỉ email này. Để mà có tất cả những cái thông tin khác á, thì hãy truy cập website của chúng tôi tại địa chỉ này, được không nào? Ok. Bài số 2 là một cái email gửi đến cho Melinda Rose, gửi từ Paula Vance, ngày gửi là 22 tháng 1. Chủ đề conference là về cái hội nghị ha. Dear Miss Rose, thank you. Cảm ơn bạn vì đã process. Mình có từ process, động từ là xử lý nè. Còn danh từ là quá trình hay là quy trình ha. Vì đã xử lý cái yêu cầu của chúng tôi, một cái bản advertisement, quảng cáo full trang, để mà bao gồm đính kèm trong cái brochure, cái tờ rơi tờ quảng cáo của bạn đó, đã được attach, đính kèm cùng với email này. Những cái tài liệu marketing, quảng cáo khác á, thì sẽ được gửi đến trong một cái email separate. Mình có từ separate là riêng biệt hay là riêng lẻ đây. Sẽ được gửi đến trong một cái email riêng as soon as, ngay khi mà chúng được finalized, được hoàn tất. Tôi cũng đã nhận được 4 cái tấm vé để mà tham dự hội nghị như là một phần của gói lợi ích. Incidentally có nghĩa là nhân tiện hay là tiện thể đây. Nhân tiện thì tôi muốn inquire, có nghĩa là yêu cầu thông tin hay là hỏi thông tin ha. Tôi cũng muốn yêu cầu thông tin, hỏi thông tin về cái giá để mà obtain. Mà có từ obtain là có được hay là lấy được. Để mà có được, mua được đây, những cái tickets, những cái tấm vé ha, để mà tham dự full conference, tham dự toàn bộ đầy đủ cái hội nghị và cái ngày diễn ra sự kiện. A colleague, một người đồng nghiệp từ affiliated company. Mình có từ affiliate để biết từ with. Affiliate with có nghĩa là liên kết với, nhưng mà affiliated company có nghĩa là công ty chi nhánh ha. Từ một công ty chi nhánh ở châu Âu quan tâm đến cái việc tham dự, có nghĩa là muốn tham dự đó, nhưng mà anh ấy không thể chắc chắn là anh ấy có rảnh để mà tham dự hay không cho đến một vài ngày trước khi sự kiện diễn ra. Anh ấy thì vẫn chưa phải là thành viên của hội AME, nhưng mà anh ấy thuộc về cái hội những kỹ sư ở vùng châu Âu. Người này á, thì chúng tôi sẽ cùng làm việc rất là gần gũi, khăng khít trong cái dự án sắp tới. I appreciate. Mình có từ appreciate có nghĩa là cảm kích hay là đánh giá cao ha. Cảm kích hoặc đánh giá cao. Tôi rất cảm kích cái assistant là cái sự hỗ trợ hay là giúp đỡ đi. Assistant, danh từ là sự hỗ trợ hay là sự giúp đỡ ha. Tôi rất cảm kích cái sự hỗ trợ của bạn và mong đợi được nghe phản hồi từ bạn sớm. Ok, rồi ký tên ha. Bài số 3. Bài số 3 là một cái thông tin về cái phí đăng ký tham dự cái hội nghị, phải không nào, cùng đọc nha. Đầu tiên mình có từ registration, có nghĩa là việc đăng ký hay là sự đăng ký đây. Đây là danh từ ha, còn động từ là register, là đăng ký. Registration fees là những cái phí đăng ký đây. Đăng ký tham dự cái hội nghị một ngày thì thành viên á, thì đăng ký sớm là $150, còn đăng ký thông thường là $230. Và đăng ký on-site, mình có từ on-site là tại chỗ đây. Đăng ký tại chỗ là $285 ha. Tương tự cho non-member là không phải là thành viên. Student là học sinh sinh viên ha. Two-day registration là đăng ký cái hội nghị 2 ngày. Member, thành viên. Sớm thì như đây ha, thông thường nè,
on-site tại chỗ nè. Ok, tương tự ha. Rồi tiếp, the deadline là cái hạn chót, cái deadline cho cái việc đăng ký sớm là vào ngày 24 tháng 1. Và ngày 16 tháng 2 là cái deadline, cái hạn chót cái việc đăng ký thông thường. Prices, những cái giá mà được nêu ở cái mục sau này nè. Đây nè. Dành cho những sinh viên chưa tốt nghiệp và những sinh viên đã tốt nghiệp đang học thạc sĩ ha. Enroll in có nghĩa là đăng ký vào, ghi danh vào đấy em. Enroll in, ghi danh vào hay là đăng ký vào ha. Những sinh viên ghi danh vào, đăng ký vào bất kỳ cái khóa kỹ sư khoa học nào khắp đất nước. Những sinh viên, những học sinh cấp 3 đó tham dự như là một cái phần của cái chương trình Outreach là gì em? Tiếp cận hỗ trợ ha, thì có thể tham gia miễn phí. Rồi tiếp câu 186, câu C mình có từ facility. Danh từ facility đếm được có nghĩa là cơ sở hoặc là địa điểm ha. Cơ sở hoặc là địa điểm. Câu 187, câu B mình có từ booth có nghĩa là quầy hay là gian hàng. Exhibit là triển lãm, ở đây là cái quầy gian hàng triển lãm đây. Ok,